Các bạn ơi, kết quả của cuộc thi đố vui có thưởng 22 tháng 10 đã có ra rồi. Cuộc thi đố vui có thưởng nằm trong khuôn khổ của Thi ảnh Di sản Việt Nam, Việt Nam Heritage Photo Awards 2015. Cuộc thi được tổ chức vào mỗi thứ 3, thứ 5 hàng tuần từ 9 giờ đến 17 giờ. Các bạn có thể tham dự ở một trong ba Facebook, Facebook Vietjet, Facebook Việt Nam Heritage hoặc Facebook Canon. Câu hỏi ngày 22 tháng 10 đó là bức ảnh dưới đây là công trình kiến trúc nào? Một câu hỏi không quá khó cho các bạn đúng không nào? Và đáp án đó chính là Dinh Thống Nhất. Dựa vào câu trả lời của người tham dự ở Facebook Vietjet, Facebook Việt Nam Heritage, ban tổ chức đã tiến hành tổng hợp có 601 bạn có câu trả lời đúng và phù hợp với thể lệ của chương trình để tiến hành quay số ngẫu nhiên tại phần mềm random.org theo thứ tự từ 1 đến 601 đánh theo ABC dựa vào tên tài khoản Facebook của các bạn. Trong 601 bạn trả lời đúng, chúng tôi sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất và xin được chúc mừng hai con số may mắn đó là 322 và 476. Xin được chúc mừng hai con số may mắn là 322 và 476. Hai bạn có tên như trên vui lòng inbox thông tin cá nhân bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ để nhận được giải thưởng của chương trình. Đó là rất nhiều phần quà hấp dẫn như một cuốn tạp chí Việt Nam Heritage mới nhất, tuyển tập ảnh triển lãm của Thi ảnh Di sản Việt Nam 2015, áo khoác Canon và gấu bông Vietjet các bạn nhé. Đừng quên tham gia cuộc thi vào mỗi thứ 3, thứ 5 hàng tuần để trở thành người chơi may mắn tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.